Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều chính sách, biện pháp để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Hiện nay, cả nước có hơn 32.000 người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đó là các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, chức sắc tôn giáo, những người được thôn bản, buôn làng, phum sóc, bình chọn, suy tôn. Được dân tín, dân yêu, họ không quản ngại khó khăn, vất vả, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, hòa giải quyết tốt mọi vướng mắc, mâu thuẫn, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, xây dựng thôn bản, buôn làng, phum sóc, đoàn kết, bình yên và phát triển. Chúng ta có truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Vì thế mà quân khu thường xuyên chỉ đạo các cái đơn vị lực lượng vũ trang quân khu phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thực hiện tốt cái công tác dân vận, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Trong công tác dân vận thì vai trò các già làng, trưởng bản đặc biệt quan trọng. Đây sẽ là những người có uy tín trong bản. Và nếu chúng ta dựa tốt vào những người đó thì chúng ta sẽ có được cái tiếng nói rất tốt từ cơ sở đến với nhân dân. Có thể nói rằng các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở trong các đồng bào các dân tộc là một lực lượng đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân. Thứ nhất là phát triển kinh tế văn hóa xã hội, thứ hai là chấp hành các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, thứ ba là xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu để mà vươn lên tiến cùng với lại các địa phương để trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Bằng kinh nghiệm của mình, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đã truyền đạt kiến thức, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương được cải thiện và nâng cao, kinh tế ổn định. Đồng thời, họ đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, làm dân tin Đảng, nhà nước, tin cấp ủy, chính quyền địa phương. Già làng, trưởng bản và người có uy tín làm được rất nhiều việc cho trong xóm thôn, thôn bản với lại bà con. Vì là cái người đó người phải đi đầu, nói phải đi đôi với làm, nói thật, làm đi đầu. Và là cái người đấy phải là nói người ta nghe, làm người ta theo thì mới gọi là già làng trưởng bản được ạ. Tất cả những cái người mà có vai trò đối với cộng đồng dân cư thì tôi đánh giá là những cái người đó là một trong những cái người mà cũng rất là quan trọng đối với lại công tác phổ biến giáo dục pháp luật này, rồi đối với những cái công tác mà tuyên truyền các chính sách của Đảng, nhà nước đối với lại bà con nó sát hơn mà gần gũi hơn và hiệu quả hơn. Về cái già làng trưởng bản thì cho dù ở thời điểm nào, đặc biệt là hiện nay, mặc dù có nền kinh tế, có sự phát triển văn hóa, có tiến bộ, thế nhưng cái vai trò già làng trưởng bản ở các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hết sức là quan trọng. Vì ở đây nó vừa phản ánh những cái mặt truyền thống của các dân tộc, nhưng phản ánh về vấn đề mà là trung tâm cái khối đoàn kết của các đồng bào ở khu vực đó. Cho nên tiếng nói của già làng trưởng bản hiện nay, nếu Đảng, nhà nước và đơn vị quân đội tiếp tục để ghi nhận và phát huy tốt hơn thì cái vai trò của già làng trưởng bản tiếp tục được phát huy trong điều kiện thời kỳ mới. Ở mỗi dân tộc thiểu số, các già làng, trưởng bản đều thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết, nêu cao vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, người thân và nhân dân trong cộng đồng nơi mình sinh sống, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các nội dung trong quy ước, hương ước của thôn bản, góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.